À, bà cô chú khoai tây tự đứng lên luôn á bà cô. À, bà cô chú khoai tây tự đứng lên luôn á bà cô chú thấy không? Đây bà, khoai tây đút cơm cho khoai tây là phải bày bịa 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 bày ra tất cả như vậy nè. Sao mà không nhớ? Khoai tây đứng lên nè. Tưởng tưởng đâu là ba kêu lấy cái gì cho ba ấy nha. Đó đó. Vì đó phụ cá chấp hình đó. Khoai tây đi tới ba nè, đi tới ba nhanh lên, đi tới đây nè, đi tới này nè, khoai tây ơi, đi tới này nè con nè, khoai tây ơi đi tới nè con, Villa Sophie hả? No, Villa Canu. Ok, ít ta ta. Rồi khoai tây ăn đủ rồi, bây giờ ba khoai tây ăn phần còn lại đó. Ba khoai tây vui lắm mọi người. Anh đút cơm cho con mà con chậm ăn á, bắt đầu cái ảnh ngồi anh buồn, anh nói trời sao mà con nó không ăn gì hết trơn à, giống không giống như là cái video mà anh coi. Ai ủa video làm sao? Hả, con nít là nó ăn là nó mở miệng ra tét quét rồi bút đút miếng nào mở miệng miếng nấy rồi cho trời ơi, cái đó là thì 10 đứa thì được 2 3 đứa như vậy rồi xong nó như vậy cho nên người ta mới quay phim. Ta bỏ lên, còn mấy đứa mà nó kén ăn, nó biến ăn thì người ta đâu có quay được, người ta đâu bỏ được đâu, mình đâu biết đâu. Con nít mà có đứa này đứa nọ, đâu phải đứa nào như đứa nấy đâu. Hả? Lâu lâu mới có đứa hả nó ăn giỏi như vậy rồi người ta mới quay vô, người ta ta bỏ lên trên internet chứ. Còn lười ăn thì đâu có quay được đâu, cho nên mình đâu có nghĩ là. Mà ảnh thì ảnh cứ nghĩ con nít nào cũng giống như ở trên internet á, coi anh cứ thích như vậy. Giống như mấy em bé Trung Quốc á, em nào em nấy hả, hai cái má hả bự xư gì đó, hai má bánh bao gì đó. Đó, ảnh nhìn ảnh thích, ảnh rất là thích khoai tây như vậy. Cho nên là cái lúc mà khoai tây có hai cái má bánh bao bự ảnh thích lắm. Mà thì bây giờ nó lớn lên rồi, ba má đều ốm nhơm ốm nhách thì làm sao mà nó bự được. Cho nên thành ra là hai má lần lần teo lại rồi thì anh lại buồn, anh nói rồi mà hai má khoai tây bây giờ teo nhỏ lại rồi. Đó, ba khoai tây đó. Đâu phải đứa nít nào trên internet đi. Đâu phải đứa nít nào đều giống như trên internet đâu. Này, sie kann sehr gut so far. Klein aber runter, man gut, man nicht so muss immer schauen. Đó, ăn xong no nê rồi đó. Đó, đó, là nghi quả chiến trường bà cô chú đó. Hai cha con đã không? Chỉ có hai cha con thôi đó. Ta ta mắc cái phần xe lên. Khoai tây tự đứng được mà hả? Khoai tây nhát. Bản thân ba khoai tây cũng nhát luôn mà cô chú. Khoai tây đang đứng cái tự nhiên, người ta đang đứng tự nhiên cái ảnh ôm người ta lại, hỏi ủa tại sao anh lại ôm khoai tây, để khoai tây đứng lại anh sợ nó té á. Trời ơi. Đó, con nhát một mà ba nhát 10 luôn, cho nên thành ra là đâu có dám cho nó làm cái gì đâu. Lass cái chứ phải. She can't. Người ta có thể leo sofa được mà ba cứ sợ không à. Dạ. Hast du Kartoffeln im Mund? Ja, ich habe. Schau mal, sie kann selber. Mama schon gelernt. Mẹ má đã dạy khoai tây rồi, cho nên khoai tây biết. Ba khoai tây nhét. Cũng giống như cái xe đẩy gì này vậy ông bà cô chú.
Ba khoai tây hả, không có chịu cho em tập đi đâu. Nói là bác sĩ nói là không có được tập đi. Cái bắt đầu mình thuyết phục, nói chứ vậy chừng nào anh mới cho khoai tây dùng cái xe này, nói khi nào khoai tây tập đi. Ủa khoai tây biết đi rồi à, anh nói là khi nào khoai tây biết đi. Ủa khoai tây biết đi rồi thì khoai tây đâu có cần cái xe này nữa đâu, xe này là để tập đi mà. Rồi nói hồi cái anh nói được rồi, nhưng mà không có được cho con đi nhiều nha, không được quá một tiếng đồng hồ. Cô ừ, anh tin tưởng khoai tây quá ha. Rồi đó, ngày hôm qua tập cho khoai tây ông bà cô chú thấy không, nó đi được 2-3 bước rồi nó ngừng. Vậy mà con bọ cánh cứng ở đây hay con bọ nha, đi được 2-3 bước rồi ngừng. Mà ba khoai tây sợ là khoai tây đi một tiếng đồng hồ lắm, làm gì mà có cái vụ một tiếng đồng hồ ha. Ba khoai tây tin tưởng khoai tây quá.